nay thì em Hải lại lên hình để giới thiệu các bác một chiếc băng số cao cấp, hàng chính hãng của thương hiệu AP. Nói về thương hiệu AP, có lẽ là các bác không còn lạ lẫm gì với thương hiệu này đúng không ạ? Một thương hiệu mà rất là nổi tiếng, sản phẩm phân phối rất nhiều sản phẩm chính hãng và chất lượng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tham khảo một chiếc băng số cao cấp với rất nhiều tính năng hay và cao cấp. Đó chính là chiếc băng số phiên bản mới nhất AP S1000. Bản nâng cấp của những cái bản cũ là bản trước là K1000, K1200 mã. Và đây là phiên bản mới nhất S1000 AP. Bây giờ thì em sẽ mở hộp sản phẩm này giới thiệu các bác nhé. Đầu tiên thì bên ngoài sản phẩm sẽ có bao bì này giới thiệu về thương hiệu AP Audio, model của sản phẩm S1000. Okay. Ông mở từ. Các bác có thể thấy là đây là hộp phụ kiện này, được đóng trong một hộp bìa cắt tông, nhìn rất là cẩn thận. Bên trong này thì sẽ có đi kèm một dây nguồn chạy điện 220, một điều khiển remote tăng giảm nhạc này, mic này, tín hiệu input chuyển đổi những chế độ mà khi các bác mua chiếc vang số bất kỳ bên Hiếu Minh thì bên em sẽ cài đặt 4 chế độ để chú bác, 3 chế độ karaoke và 1 chế độ nghe nhạc. Thì sẽ có 4 chế độ đây, chú bác dùng điều khiển từ xa này. Đây chiếc vang số rất là hay. Và một dâu sóng. Dây dâu sóng này sẽ là hỗ trợ cho việc bắt wifi. Bắt wifi để kết nối với máy tính, chỉnh phần mềm trên máy tính. Các bác có thể thấy là thiết kế của chiếc vang số AP S1000 này rất là đẹp đúng không ạ? So về bề ngoài thì rất là đẹp, giống với những cái bản cũ như là K1000, K1200 mã. Và đây là phiên bản mới nhất S1000. Thiết kế là size 1U và mặt phía trước được thiết kế là phay nhôm màu xám trắng, và bên giữa sẽ có một đường kẻ màu đen để in logo sản phẩm. Rất là đẹp, đây là một điểm nhấn của chiếc vang này. Không có màn hình các bác nhé, không màn hình. Logo AP S1000. Kết nối được wifi này, mắt IR tích hợp điều khiển remote, một cổng kết nối USB để kết nối với máy tính. Các chỉnh chế độ của mặc định của chiếc vang số này. Dance, Brill, Jack, Pop. Volume to nhỏ của effect vang nhạc, volume to nhỏ của mic nhạc. Thiết kế có thể nói là rất đơn giản nhưng mà lại rất bắt mắt. Chiếc vang số nhìn rất là đẹp. Có thể đánh giá là cái điểm ở giữa đây là sẽ điểm nhấn quan trọng của chiếc vang số S1000 này. Nhìn rất là đẹp, thu hút. Tem chính hãng của Tân Cường, có chữ ký sống của chủ tịch Tân Cường. Sản phẩm này thì được phân phối là tháng 5 năm 2022. Tem chứng nhận sản phẩm chính hãng. Và phía sau công tắc nguồn là phía sau một cổng anten wifi, một chiếc quạt gió làm mát bộ mạch khi hoạt động. Và với tích hợp là 6 cổng ăn chơi output, gồm 2 cổng jack line, 1 cổng sub, 1 cổng center và 2 cổng solar. Tích hợp là tín hiệu đầu vào gồm những cổng VOD, DVD, code và optical cổng quang. Tín hiệu TV các bác nên sử dụng cổng quang, tín hiệu sẽ sạch hơn và sẽ hay hơn. Phía sau tích hợp 2 cổng mic để đấu mic không dây hoặc có dây. Về tổng thể thì đây là một chiếc vang số cao cấp mà nhà hãng AP cho ra mắt năm 2022, rất là hay và chất lượng. Bây giờ thì em sẽ setup chiếc vang số này lên để cùng các bác trải nghiệm chất âm của em nói nhé. Hôm nay thì làm một clip để mà thông báo tới các toàn thể các bác là sản phẩm vang số chính hãng cao cấp AP S1000 đã về hàng và có mặt tại Hiếu Minh Audio. Các bác nào thì có nhu cầu về sản phẩm này cũng như các sản phẩm tay có thể liên hệ trực tiếp với Hiếu Minh Audio. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi chất âm của chiếc vang số này. Xin mời các bác cùng theo dõi.
lời về dù có ai.